Hai, xin chào các bạn nha. Nói chung cái vấn đề này á, là cái vấn đề này lâu rồi mà bữa nay mình mới gặp lại. Thì không biết rằng thằng em này á, là nó cố tình hay là nó không biết. Thì bữa nay là mình sẽ quay cái clip này trực tiếp luôn. Đó, thì thằng em này có mua một cái combo. Cái combo là Titan. Thì anh em nó có hỏi mình là ốc này mưa có xét không. Rồi ok ha. Đây là những câu hỏi thằng em mình. Và thằng em mình nó nói là ốc này ốc giả hay sao anh? Rồi ok. Ốc Titan mà em hỏi là ốc này ốc giả hay sao đó anh? Rồi ok, bây giờ là mình sẽ qua cái đơn hoàn trả trên đây. Có đơn hoàn trả đâu? Đây. Cái đơn hàng á. Từ từ. Đây là con ốc nè. Đây là cái con ốc mà em nó đặt nè. Đó, các bạn nhìn trong hình nè. Cái này là chính tay khách chụp nha. Đó, là nó sáng nó bóng như vậy. Cái này mình không có chụp nha, chính tay khách chụp lại nè. Đó, nó sáng nó bóng như vậy nè, các bạn thấy không? Đó, là biết chất lượng ốc bên mình, các bạn hiểu rồi đó. Thì cái lý do á, trả hàng á, là em ghi là hàng giả, hàng nhái vậy nha. Thì cái đơn hàng thằng em đặt á, là các bạn thấy nè, lục bảo 47 con là combo Titan dành cho ẹt 155, 47 con. Và đây là ốc chân kiến, lục bảo 47 con. Chân kiến lục bảo 47 con. Thì cái màu này chính xác cái màu lục bảo nha các bạn nha. Cái màu là màu chính xác cái màu lục bảo nha. Rồi bây giờ mình sẽ gọi cho anh em đó. Và mình hỏi và mình bật lo lớn luôn, mình giải thích cho các bạn trong cái clip này luôn. Rồi bật lo lớn lên. Thì mình gọi là thằng em nó không bắt máy nè, mình sẽ gọi thêm khoảng một cuộc nữa. Nếu thằng em không bắt máy thì mình sẽ giải thích trong cái clip này luôn. Đó. Mình sẽ giải thích về con ốc trong cái clip này luôn cho các bạn nghe. Nói chung là không biết là cố tình đặt hay là phá mình. Ha? Hay là do là có thể là thằng em chưa mua bên mình lần nào, hoặc là mới biết tới mình. Đó. Thì các bạn đều thấy là con ốc á, là này là chính tay khách hàng người ta nhận được, người ta chụp lại cho mình. Đây. Đó là chính tay khách hàng nhận và người ta chụp lại. Đó chứ cái này các mình không có chụp. Đó, các bạn thấy chất lượng con ốc không? Đó, nó sáng nó bóng như vậy nè. Đó. Rồi ok, thằng em nó không bắt máy nha. Thì chút xíu là thằng em nó bắt máy mình sẽ tính sao. Rồi bây giờ mình sẽ nói trong cái clip này luôn. Cái thứ nhất á, là cái vấn đề về con ốc Titan này nè các bạn. Nếu mà ốc giả, Titan mà giả, là trừ trường hợp là những con ốc nhôm, những con ốc khác nó mạ cái màu Titan và nó không có phục hồi được, nó không có tẩy được, không lên màu được, đó là con ốc Titan nó giả các bạn. Còn về con ốc Titan này nè, đó, các bạn gắn lên xe sau một thời gian nó mờ hay là nó cũ, các bạn phục hồi và các bạn điện phân nó lên màu được ha. Đó, chỉ có ốc Titan điện phân mới lên màu được thôi nha các bạn. Sẵn mình nói thêm luôn là cái phần mà mình điện phân mà lên màu á, là cái màu nó bám á, là sẽ bám bên ngoài con ốc Titan đó, nó bám bên ngoài cái con ốc Titan.
khi các bạn bị chày hoặc là bị mòn hay là bị cái gì đó thì cái lớp màu nó sẽ mất, nó sẽ lộ phần cái phôi ra, màu phôi ra. Nhưng mà các bạn nhúng vô tiếp thì cái màu, cái phần phôi bên ngoài nó vẫn lên màu tiếp, tại cái phần bên ngoài là cái phần tiếp xúc với cái chất điện phân ha. Đó, nó sẽ lên màu. Thì nói chung á là cái vấn đề ốc này á các bạn, thì mình gặp cũng rất là nhiều khách. Phần lớn là người ta mua mắc quen rồi. Nói thẳng là người ta mua mắc quen rồi, người ta mua một con rất là mắc quen rồi, thành ra người ta mới biết tới mình, rồi người ta qua mua. Ủa sao bên anh bán con có mười mấy nghìn, không biết thiệt hay giả. Đó. Còn nếu mà các bạn mà muốn hỏi tại sao á mà mình bán một con được giá mười mấy nghìn, các bạn qua shop mình, các bạn thấy cái số lượng ốc mình nhập về á, thì các bạn sẽ hiểu ha. Tại vì một phần đó là khi các bạn muốn mà bán một cái món nào đó giá tốt, bắt buộc bạn nhập phải số lượng nhiều, lớn. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Đó, thì cái nỗi khổ của người bán ốc là như vậy ha các bạn. Đây, con ốc đó không? Chụp rất là sáng. Này là hình khách chụp nè. Đó, người ta kêu gửi hình nè. Thì bây giờ á, thì mình nói trong cái clip này luôn. Đó, mình nói trong cái clip này thôi. Mình giải thích cho các bạn hiểu là về con ốc Titan. Đó, là mình bán giá mười mấy ngàn. Nó sẽ như thế nào? Chất lượng nó ra sao? Mười mấy ngàn á, là chỉ là những cái size cơ bản thôi các bạn. Các bạn như mua những cái size khác á, như ốc lóc hay gì đó, ốc lóc hay gì đó, một bộ nó mấy trăm ngàn lận chứ không có rẻ đâu các bạn. Đây thằng em mình nè, nhìn mặt thì nói chung là cũng nhỏ. Đó. Ok, bây giờ mình kết thúc clip ở đây. Đó, mình chỉ nói sơ cho các bạn thôi, lại về cái vấn đề mà cái chất lượng ốc bên mình thôi ha. Đó, và ốc giả ốc thiệt thì bữa nay mình nhắc lại trong cái video này. Lúc trước mình có làm cái video nói về cái vụ ốc giả ốc thiệt rồi. Nhiều anh em chưa chơi Titan lần nào hoặc là quá xa lạ với con ốc Titan á, mới mua lần đầu á, thì anh em nói chung là cũng gặp tình trạng này ha. Ok, mình kết thúc cái video tại đây. Nên các bạn muốn mà tư vấn hay thắc mắc cái gì á, thì các bạn nhắn tin qua Shopee hoặc Zalo số điện thoại 0965 885 155 nha các bạn.